Yeah.
hôm nay đến tham gia chúng ta, xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay thật to và dài để chào chúng ta nhé. Ready go, 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 được giới thiệu trong phái đoàn cùng đi với đức tổng có cha Phêrô Nguyễn Văn Đông tổng đại diện giáo phận Con Tum. Xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Hoàng Đức Nhân, thư ký đức tổng giám mục Leopoldo. Cùng quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và tập đoàn dân chúa giáo sư đáng chấp. Xin cùng đoàn cho chàng hôm giáo sứ đắc chất. Xin cộng đồng cho một tràng pháo tay thật to ạ. Cha Leo Vizio hay còn gọi là cha Vũ, ngài sinh năm 1919, tự phong linh mục năm 1947 và mất năm 1990. Ngài là một linh mục người Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris. Năm 1957, ngài đến giao giảng tin mừng tại làng Dracula. Cùng với làng Dracula, năm 1957, có 7 làng khác cùng theo đạo Công giáo, đó là làng Dracula, 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 nhà nghỉ lớn lúc bây giờ được đặt tại trung tâm quận Đắc Sút do cha Leo Vizio làm cha sở. Đến năm 1964, cha Leo Vizio bị bắt. Biến cố năm 1965, 8 làng trên tan rã và chạy xuống Đắc Tô. Tại đây lập thành 2 làng lớn Đắc Tô và Đắc Sút do cha Leo Vizio làm cha sở. Từ năm 1966 trở đi, có các làng mới sáng tạo, đó là làng Đắc Nang, làng Long Đông, làng Long Thuôn, làng Đắc Nhanh, làng Xeang và làng Đắc Lái. Cũng đến năm 1972, tất cả các làng trên một nửa chạy xuống như hôm nay, Đắc Đắc và định cư tại đó sẽ đứng ngày hôm nay. Nửa còn lại chạy xuống phố ngủ, treo rèo và hợp thành một làng lớn là Plain Monatai. Và lúc đến giờ, cha Leo Vizio vẫn là cha sở của Đắc Cơ La vì trải mát khắp nơi. Như vậy, có 3 lần cha sở Leo Vizio chạy theo giáo dân của mình, cùng vui cùng khổ với họ. Biến cố năm 1975, hai làng Đắc Đắc và Đắc Túc và các làng khác quay trở về quê cũ và tái lập giáo xứ với tên gọi Đắc Đắc ngày nay, bao gồm các làng Đắc Đắc, Đắc Lai, Đắc Giang, Đắc Lái, Đắc Lê Me, Đắc Giá Một, Đắc Giá Hai, Đắc Lê Tư, Lê Lai, Đắc Sức, Văn Cách, Đắc Ác, Đắc Ư, Gia Tư Một, Gia Tư Hai, Đắc Sức Một, Đắc Sức Hai, Đắc Túc, Đắc Lai, Tê Tê, Đắc Tân và Lê Lan. Sau năm 1975, cha sở Lê Lê Dương về Pháp. Từ năm 1975 đến năm 1988 là thời gian giáo xứ gặp rất nhiều khó khăn, không có linh mục. Các làng đều tự giữ đạo, tự đọc kinh, thừa tội Phật âm thầm. Và giáo xứ đã kết thúc với giờ được giao cho chú Ngô Nhã làm trưởng, chú Giang Cô Vê Vĩnh, chú Du Xe Lương, chú An Vương Lớn, chú Ngô Đắc Đi Phép làm phó xứ. Tiếp nối cha Lê Vy Dương được chủ trang tiêu khởi từ năm 1957 đến năm 1975,
giáo sứ các chức đã được giảm nhất bởi các vương lực sau đây. Từ năm 1988 đến năm 2004, cha Simon Phan Văn Bình phụ trách. Năm 1988, giáo sứ các chức được cha Simon Phan Văn Bình chính thức tách ra thành hai giáo sứ các chức và các chức. Từ năm 2004 đến 2011, cha Vincent Vũ Thanh Lương phụ trách. Giáo sứ Thất Chất về nay chính thức gồm các làng sau: Thất Chất, Thất Nai, Long Giang, Thất Giá Một, Thất Giá Hai, Thất Lái, Thất Rơ Me, Thất Côn, Thất Ác, Thất Rơ Tư, Bê Phro, Văn Tắc, Thất Xây và giáo họ An Tôn. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Đức Giáo mục Michael Hoàng Đức Châu Ân bổ nhiệm cha Tam Linh Trần Văn Vũ làm chính xứ Lắc Đắc với 13 làng trên và một giáo họ. Giáo dân hiện tại là khoảng 4.700. Còn xin hết. We have a free Italia. I hear that we have not yet a church, but we use this house of this place for separate mass every day, every Sunday. And this doesn't in this area. We decided to establish this as a parish. And the second parish is Montag. We have just been a small church, but not yet accepted by the government like a church. But it is a big village for many Catholic people. In this area, we have about 4,800 Catholics, and therefore we have a pastor only, and we have a religious community province congregation. And you are seeing now the present here about 3,800 people Catholic, and therefore almost everybody Catholic in this year. And thank you.